Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Giọt nước mắt muộn màng của ông Tất Thành Cang. Thưa quý vị và các bạn, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã khóc nức nở. Và cũng như nhiều bị cáo từng là quan chức khác, ông Cang cho rằng mình không cố tình phạm tội. Vụ án này xảy ra có liên quan đến bị cáo, nhưng nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn của bị cáo chỉ sai sót khi quá trình làm việc đã thiếu kiểm tra, không phát hiện kịp thời sai sót. Bị cáo gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước vì đã ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Bị cáo Tất Thành Cang nói trong nước mắt, nhất là khi nhắc đến gia đình, một gia đình truyền thống cách mạng đã bị ảnh hưởng vì ông. Việc bị cáo Tất Thành Cang có cố tình sai phạm hay nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn đã có các cơ quan tố tụng làm rõ. Tuy nhiên không thể có chuyện chỉ sai sót mà ông Tất Thành Cang bị cách chức, khai trừ Đảng và bị xử lý bằng pháp luật hình sự như ngày hôm nay. Nhưng dù sao, cũng ghi nhận những lời nói sau cùng của bị cáo Tất Thành Cang, nhất là khi ông nhắn nhủ rằng các cán bộ công chức vì lương tâm, trách nhiệm, vì nhân dân khi trình bày báo cáo với các cấp chính quyền cần trình bày trung thực, đầy đủ để người lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn. Lương tâm, trách nhiệm, vì nhân dân, trung thực, những điều còn thiếu vắng ở nhiều công bộc hiện nay và cũng chính vì không có những phẩm chất này nên mới có nhiều quan chức rơi vào vòng lao lý. Bị cáo Tất Thành Cang nhận ra được những điều này thì đã quá muộn, nhưng sự ân hận và lời nói của ông là sự cảnh tỉnh đối với nhiều người khác. Cũng như bị cáo Tất Thành Cang, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8 tháng 6, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin giảm án sớm để đi thi hành án. Ông nói: "Bị cáo không vụ lợi mà chỉ sai do sơ suất, bị cáo không phải biết sai mà vẫn làm. Đây có thể coi là tai nạn nghề nghiệp của bị cáo. Nếu bị cáo chặt chẽ hơn thì mọi chuyện sẽ khác. Nhiều bị cáo có chức có quyền, bằng này cấp nọ, học vị kia, nhưng khi ra trước tòa lại nói rằng mình không được đào tạo bài bản nên gây ra sai sót, sơ suất. Tất cả bị cáo đều kể công, có quá trình công tác tốt, cống hiến cho đất nước không sợ gian khổ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc. Nhưng tất cả lời tự bào chữa đó đều không thuyết phục, đơn giản vì họ đã có hành vi vi phạm pháp luật. Khi đã phạm những tội danh liên quan đến tham ô, tham nhũng, làm thất thoát tài sản của nhà nước, không thể tự cho mình là chí công, vô tư được. Có ý kiến còn cho họ là tinh hoa của đất nước, nhưng vướng vòng lao lý. Xin thưa, họ không phải là tinh hoa, họ là quan chức biến chất, thoái hóa, là những con sâu làm dầu nổi canh." Cần làm rõ nguyên nhân của việc lừng chừng, chậm triển khai lắp đặt thu phí không dừng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 9 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời chất vấn trực tiếp của đại biểu Quốc hội. Có 52 đại biểu đăng ký đặt câu hỏi cho Tư lệnh ngành Giao thông Vận tải. Thẳng thắn nhận trách nhiệm về một số dự án chậm tiến độ, chưa đạt chất lượng, có biểu hiện lãng phí, ông Nguyễn Văn Thể giải bày, ông thấy rất may mắn được Quốc hội chọn chất vấn. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với nhận định, được chất vấn là cơ hội để ngành giao thông vận tải giải trình rõ những vấn đề người dân quan tâm. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Đặng Hồng Sĩ, Bình Thuận đặt vấn đề, việc triển khai thu phí không dừng được thực hiện từ năm 2015 và lẽ ra phải thực hiện thống nhất trên cả nước từ năm 2019, nhưng đến nay, việc này chưa hoàn thành. Thủ tướng chỉ đạo hoàn thành trước 30 tháng 6 năm nay, nhưng gần như không đạt được. Nguyên nhân của tình trạng này từ đâu? Lãnh đạo chính phủ đã yêu cầu nếu trạm nào không lắp đặt thu phí không dừng thì phải trả trạm. Vậy có thực hiện được không? Đại biểu nêu câu hỏi. Phản hồi cho đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói, năm 2015, chính phủ triển khai thu phí không dừng. Đây là công nghệ mới giúp việc lưu thông thuận lợi, việc thu phí công khai, minh bạch. Tuy nhiên, quá trình triển khai có nhiều vướng mắc, một phần do thói quen người dân, công nghệ trong quá trình triển khai có sai sót về kỹ thuật. Với số lượng hơn 113 trạm BOT, với tiến độ trong nghị quyết của Quốc hội nêu ra hoàn thành vào năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã rất nỗ lực nhưng chưa thể hoàn thành. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, vướng mắc lớn nhất hiện nay là 28 trạm của Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam VEC trực thuộc Ủy ban Quản lý Vốn của Nhà nước do vướng mắc về tái cơ cấu, nên Tổng Công ty này không có kinh phí triển khai. Chính phủ đã họp rất nhiều phiên, đến nay mới giải quyết xong về cơ chế. Cách đây 2 ngày, VEC đã ký được hợp đồng với các tổ chức tín dụng để triển khai thu phí không dừng. Ông Thể nhấn mạnh, chính phủ lần này rất cương quyết, nếu cuối tháng 6 các trạm chưa hoàn thành thì dừng thu phí, khi làm xong mới được thu. Bày tỏ chưa hài lòng, đại biểu Nguyễn Anh Chí, Hà Nội tranh luận. Chúng ta đều biết thu phí không dừng sẽ giúp minh bạch hóa quá trình thu phí, cần làm rõ nguyên nhân của việc lừng khừng, chậm triển khai lắp đặt thu phí không dừng.
Nhắc lại việc đã từng chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể về vấn đề này khi ông Thể vừa nhậm chức, đại biểu Nguyễn Anh Chí nói: "Bộ trưởng khi đó hứa với tôi chắc như đinh đóng cột rằng đến năm 2019 sẽ hoàn thành lắp đặt thu phí không dừng. Nhưng suốt thời gian qua chúng ta làm nửa vời, thiếu kiên quyết, chưa có hạn chót. Nhiều nơi làm nhưng chỉ được 1-2 luồng trên rất nhiều luồng qua trạm thu phí. Nhiều khi đi qua tôi thấy rất kỳ lạ." Ông Chí tranh luận và đặt vấn đề có hay không lợi ích nhóm trong sự kỳ lạ này. Hỗ trợ an sinh, đừng chỉ là lời nói. Thưa quý vị và các bạn, trong trường hợp đặc biệt mà giá đầu vào tăng cao hoặc giá nguyên liệu thế giới tăng cao thì chúng ta phải sử dụng những công cụ, chính sách an sinh để giúp cho người dân nói chung, đặc biệt là những đối tượng yếu thế. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trên nghị trường Quốc hội đã nhận được sự chú ý và đồng tình của cử tri cũng như các đại biểu Quốc hội. Giá cả tăng cao, cắt giảm triệt để chi tiêu, lao đao bởi bão giá, người dân chật vật, doanh nghiệp gặp khó là những cụm từ xuất hiện ngày càng dày đặc trên các phương tiện truyền thông nhiều tháng qua. Bóng dáng lạm phát đã lấp ló ngay từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần khi nhiều mặt hàng thiết yếu nối đuôi nhau thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, liên tiếp những tháng sau đó cho tới nay, việc giá xăng dầu liên tục lập đỉnh mới đã là tác nhân đẩy giá cả đi từ nấc thang này lên nấc thang khác cao hơn. Người tiêu dùng chịu tác động nặng nề nhất là lao động tự do, người làm công ăn lương. Trong bối cảnh giá tăng lương không tăng, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu, chỉ tiêu dùng những thứ cực kỳ thiết yếu. Và trong bối cảnh giá cả chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt thì với nhiều gia đình, mọi phương án chi tiêu cân đối đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ bởi không thể tính toán, cân nhắc hay thắt chặt hơn được nữa. Từ áp lực tiền bạc tới áp lực tinh thần là khoảng cách không hề xa. Nhiều gia đình, hộ dân đang trở nên hết sức bí bách, bức bối trước mức sống ngày càng eo hẹp. Không chỉ người dân, doanh nghiệp cũng quay cuồng lao đao, vã mồ hôi hột bởi bão giá. Chưa hồi phục sau đại dịch, chi phí đầu vào lại tăng mạnh. Các doanh nghiệp vò đầu bứt tóc. Ảnh hưởng nhất là các doanh nghiệp vận tải, bán lẻ. Tăng cước phí, giá cả hàng hóa là đương nhiên nhưng không là giải pháp mà các doanh nghiệp mong muốn. Đơn giản vì không phải muốn tăng bao nhiêu là tăng được. Giá nhiên liệu chiếm khoảng 25-30% chi phí của doanh nghiệp. Hiện giá xăng tăng cao chiếm đến 30-40% tổng chi phí, trong khi giá cước taxi khó có thể điều chỉnh quá nhanh như vậy. Chia sẻ từ đại diện Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh là ví dụ. Chúng ta không hỗ trợ giá mà là hỗ trợ an sinh. Ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trên nghị trường Quốc hội hoàn toàn là sự gợi mở để các nhà quản lý, các cơ quan chức năng có ngay những giải pháp. Thực ra, hỗ trợ an sinh đã được triển khai từ khá lâu, tuy nhiên đánh giá như thế nào về tốc độ, triển khai, các gói hỗ trợ đó lại là điều phải bàn. Điều đáng mừng là tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, ngày 4 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, minh bạch thị trường cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, bảo đảm cung cầu, chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả, điều hành bình ổn giá phù hợp. Ngày 20 tháng 5, Chính phủ ban hành Nghị định 31 năm 2022 về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Theo đó, các ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống khi vay vốn ngân hàng sẽ được ngân sách nhà nước cấp bù 2% lãi suất, kéo dài đến cuối năm 2023. Trước đó, ngày 19 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cũng đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, phát triển thị trường lao động trong đảm bảo an sinh xã hội theo hướng đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Trong đó có những đầu việc hết sức thiết thực cụ thể như chỉ đạo thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế cho rằng bên cạnh những gói hỗ trợ về an sinh, tài chính cần giữ ổn định môi trường chính sách, tránh tăng thuế phí trong thời gian này. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VPR phân tích, trong hoàn cảnh này nên giảm các loại thuế phí để hỗ trợ các doanh nghiệp. Việc tăng thuế phí là điều nên tránh, bởi thuế phí tăng đẩy giá hàng hóa sẽ tiếp sức cho lạm phát tăng cao. Khảo sát mới đây của VCCI cũng cho thấy kiến nghị phổ biến nhất của các doanh nghiệp hiện nay là không tăng các loại thuế phí. Theo nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR thuộc Trường Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam là quốc gia có thu nhập trung bình thấp với 3.500 đô la Mỹ một người một năm. Do đó, tăng các loại thuế phí sẽ tác động lên tất cả các đối tượng, nhưng chịu ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là người nghèo, vốn dễ bị tổn thương hơn cả trong lạm phát.
thuế, phí tăng cũng ảnh hưởng đến sức mua và doanh thu của các doanh nghiệp, dẫn đến giảm doanh thu, cắt giảm lao động, gia tăng thất nghiệp. Câu chuyện ghìm cương giá xăng cũng là việc cần làm ngay, bởi giá xăng tăng sẽ ổn tất cả các loại giá cả tăng theo. Theo các chuyên gia, giá xăng dầu tại Việt Nam thực ra cũng đang trong vòng xoáy tăng giá phi mã như nhiều quốc gia khác. Vì vậy, Việt Nam có thể tham khảo các nước lớn trên thế giới trong việc tìm giải pháp kìm giá xăng dầu. Câu chuyện nước Đức giảm thuế phí để kìm giá xăng dầu ra sao, hay câu hỏi vì sao giá xăng Malaysia rẻ chỉ bằng 1/3 Việt Nam, hoàn toàn là những vấn đề thực sự đáng lưu tâm. Trước đó, để giúp giảm giá xăng, mức giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức 2.000 đồng một lít xăng từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, mức giảm này vẫn ít ỏi bởi trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới và trong nước vẫn liên tục tăng cao. Thảo luận tại nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu đã đặt vấn đề để đảm bảo giá xăng dầu bớt tăng quá nóng. Đại biểu đề nghị các cấp thẩm quyền cần sớm quyết định điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng tương tự như hạ thuế bảo vệ môi trường vừa qua. Nhiều đại biểu đã đề xuất tới câu chuyện tranh thủ xuất khẩu dầu thô để bù đắp nguồn thu ngân sách khi giảm thuế xăng dầu, tăng sản lượng khai thác và lọc hóa dầu trong nước. Đó hoàn toàn là những gợi mở cần có sự nghiên cứu thảo luận để tìm ra giải pháp, hỗ trợ an sinh, hỗ trợ thuế phí cho doanh nghiệp. Đây là hành động cấp bách, chứ đừng chỉ là lời nói rồi để đó.